Lâu nay, dư luận thường tập trung vào nguyên nhân tai nạn giao thông đường sắt do ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, có một nguyên nhân nữa là từ sự lơ là, chủ quan của nhân viên trực gác chắn, hệ thống cảnh báo cũng đã gây hiểm họa về tai nạn trên đường sắt. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt liên quan đến đường ngang dân sinh xảy ra trên khắp mọi miền đất nước, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, để lại nhiều hệ lụy cho gia đình các nạn nhân và xã hội. Ngành đường sắt và các cơ quan chức năng liên quan cần khắc phục, chấn chỉnh hệ thống an toàn giao thông tại các điểm đường dân sinh và tăng cường các giải pháp hạn chế hiểm họa dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt đáng tiếc trong thời gian tới.